Kính chào quý vị và các bạn, ngày nay Chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Nga ngấm đòn về cuộc chiến tranh tổng lực của phương Tây. Các nhà lãnh đạo Nga không còn biết bất kỳ giới hạn nào khi sử dụng các luận điệu chiến tranh. Ông Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov giờ đây cáo buộc phương Tây đã tuyên bố chiến tranh tổng lực với Nga. Các chính trị gia châu Âu cũng dường như sử dụng thuật ngữ này từ nước Đức của thời Hitler trước đây. Nhưng ông không đưa ra bằng chứng nào về điều đó. Đây là hình ảnh ông Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Liên quan đến các lệnh trừng phạt của phương Tây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói về một cuộc chiến hỗn hợp nhằm vào Moscow. Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói tại cuộc họp với đại diện của một viện ngoại giao rằng hôm nay họ tuyên bố một cuộc hỗn chiến thực sự đối với chúng ta, một cuộc chiến tổng lực. Thuật ngữ này được sử dụng ở nước Đức của Hitler, giờ đây được sử dụng bởi các chính trị gia phương Tây khi họ nói về những gì họ muốn làm với Liên bang Nga. Và cuộc chiến của Nga tại Ukraine ngày một khốc liệt với cái chết của hơn 10.000 binh sĩ Nga. Và hiện nay thì đang ngày càng nghiêm trọng. Đây là hình ảnh các vũ khí của các nước thuộc khối NATO viện trợ cho Ukraine chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Vẫn chưa rõ có chính trị gia của châu Âu nổi tiếng nào đã sử dụng thuật ngữ này trong vài tuần nay hay không. Vào năm 1943, Bộ trưởng tuyên truyền Đức Quốc xã khi đó là Joseph Goebbels đã kêu gọi rằng chiến tranh tổng lực. Trong bài phát biểu khét tiếng của mình tại Sport Palace, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng các chính trị gia châu Âu muốn tàn phá, bẻ gãy, tiêu diệt, bóp nghẹt nước Nga. Khi chúng tôi thấy sự phi pháp của các lệnh trừng phạt, tất nhiên rõ ràng rằng tất cả những giá trị mà các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi đã không ngừng giao giảng cho chúng tôi, đó là quyền tự do ngôn luận, nền kinh tế thị trường và quyền bất khả xâm phạm của tài sản tư nhân, sự giả định vô tội là vô giá trị. Đây là hình ảnh nước Nga đã bị cấm vận chưa từng thấy với hơn 5.000 lệnh cấm vận khắp nơi vì đã đưa quân xâm lược Ukraine vào hôm 24 tháng 2 năm 2022. Do cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, 7 cường quốc kinh tế của hàng đầu thế giới G7 và châu Âu đã nhất trí về các biện pháp trừng phạt mới vào hôm thứ Năm nhằm khiến giao dịch vàng trở nên khó khăn hơn đáng kể đối với Nga. Mỹ cũng áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với hàng trăm thành viên Quốc hội Nga và các thành viên khác của gói Tinh Hoa Nga. Hôm thứ Sáu, Hoa Kỳ cũng thông báo rằng họ sẽ cung cấp thêm 15 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho châu Âu trong năm nay cùng với các đối tác quốc tế khác. Trong dài hạn, số lượng dự kiến sẽ tăng lên 50 tỷ mét khối mỗi năm. Điều này có thể thay thế khoảng 1/3 lượng khí đốt nhập khẩu hiện tại từ Nga. Kính mời các bạn xem bản tin Ukraine bắn cháy thêm tàu chiến của Nga. Theo Hải quân Ukraine, sau khi tàu chuyển quân Ort của Nga bị phá hủy, các tàu đổ bộ khác của Nga cũng bị tấn công. Qua đó rõ ràng nhằm phá hoại đường tiếp tế của những kẻ tấn công. Trong khi đó, lần đầu tiên NATO đã thảo luận về việc chuyển giao tên lửa chống hạm cho Kiev. Đây là hình ảnh tàu chiến của Nga bị phá hủy tại cảng của Ukraine. Các lực lượng vũ trang của Ukraine cho biết họ đã tấn công các tàu chiến khác nhau của Nga ở cảng Berdyansk bị chiếm đóng. Bộ Tham mưu Ukraine tối hôm đó cho biết trên trang Facebook rằng họ đã phá hủy tàu đổ bộ Stanov của Nga và làm hư hại các tàu đổ bộ như Kasa và Kuninov. Hải quân Ukraine trước đó cũng thông báo rằng họ đã phá hủy tàu chở quân Ox. Giao tranh ác liệt cũng tiếp tục diễn ra trên đất liền. Hình ảnh từ cảng cho thấy một tàu chiến lớn của Nga đang bốc cháy dữ dội. Các tàu khác vội di chuyển khỏi nơi đang diễn ra thảm họa. Những thiệt hại khác của Nga vẫn sẽ chưa được làm rõ. Hải quân trước đó cũng đã chia sẻ hình ảnh cận cảnh của tàu chở quân Ox và hai bức ảnh chụp từ xa về một con tàu đang bốc cháy ở cảng Berdyansk. Không rõ đây có phải là tàu Ox hay không. Tuy nhiên, điều này đã gây chấn động khắp nơi vì hải quân của Nga đã bị đánh đắm kể từ sau Đại chiến thế giới lần thứ hai. Đây là hình ảnh chiếc tàu chở quân Ox của Nga đã hiện diện trước đó ít ngày ở cảng Ukraine. Tàu Ox đã đưa xe tăng tới Ukraine
Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin vào ngày 21 tháng 3 rằng Taurus là tàu đầu tiên của hạm đội Biển Đen ghé cảng Penalis của Ukraine bị chiếm đóng. Một sĩ quan hải quân Nga được trích lần lên rõ rằng sự xuất hiện của tàu đổ bộ lớn này là sự kiện quan trọng mở ra cơ hội hậu cần ở Biển Đen. Theo đó, tàu Os có thể vận chuyển tới 1.500 tấn hàng hóa và đưa các xe bọc thép tới Ukraine. Penalis nằm ở phía tây nam của thành phố Mariupol, ven biển Azov, nơi đã bị bao vây trong nhiều tuần qua. Thành phố cảng nhỏ hơn này, giống như Cherson, xa hơn về phía tây, đã bị quân đội của Nga chiếm đóng ngay sau khi bắt đầu cuộc tấn công vào ngày 24 tháng 2 vào Ukraine. Tình báo quân đội của Anh cho biết, cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu có giá trị cao cũng đã phá hủy một kho chứa đạn dược của quân Nga. Đây là một phần quan trọng trong chiến lược của Ukraine nhằm vào các đường cung cấp dễ bị tổn thương của Nga khắp nơi tại Ukraine. Đây là hình ảnh quân Nga xâm lược bị tấn công trên mọi đảo đường ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh thì cho biết người Ukraine sẽ tiếp tục tấn công các cơ sở hậu cần tại các khu vực do Nga nắm giữ. Điều này sẽ buộc quân đội Nga phải ưu tiên bảo vệ chuỗi cung ứng của mình và sẽ tước đi nguồn bổ sung rất cần thiết cho các lực lượng vũ trang của họ. Tên lửa chống hạm cho Kiev cũng được cân nhắc. Đó là hôm thứ Năm, Hoa Kỳ và các đồng minh lần đầu tiên lên tiếng về việc chuyển giao tên lửa chống hạm cho Kiev tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của NATO ở Brussels, Bỉ. Tuy nhiên, theo đại diện cấp cao của Mỹ, các chi tiết kỹ thuật vẫn chưa được làm rõ. Trái lại, đã có sự nhất trí về việc cung cấp thêm tên lửa phòng không và tên lửa chống tăng cho Ukraine, được cho là đã làm chậm đáng kể cuộc tấn công của quân xâm lược Nga vào Ukraine trong thời gian vừa qua và đưa đến cái chết của hơn hàng chục ngàn lính Nga, cũng như rất nhiều tướng khác nhau. Đây là hình ảnh NATO tăng viện trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, vào hôm thứ Năm, các nhà chức trách Ukraine cũng đã thông báo về các cuộc không kích chết người mới của Nga ở Kharkov và vùng Lukhansk ở phía đông đất nước. Theo thông tin chưa được kiểm chứng, thì bom phốc pho cũng đã được sử dụng. Bộ Tham mưu cho biết trong đêm rằng những người chiếm đóng đang cố gắng tiếp cận biên giới ở các khu vực như Donetsk và Lukhansk, nhưng không thành công. Cả hai khu vực này đều nằm trong tay của lực lượng ly khai thân Nga kể từ năm 2014, khi đó Nga đã lấn chiếm và chiếm đảo bán đảo Crimea của Ukraine. Sau báo cáo về việc Nga rút quân về phía bắc của thủ đô Kiev bị bao vây, Bộ Tổng tham mưu cho biết trong báo cáo mới rằng kẻ thù đang cố gắng nối lại các hoạt động tấn công về phía các thành phố Provi và Provis để phong tỏa Kiev từ phía đông. Đây là hình ảnh các tướng lĩnh của Nga bị bắn chết tại Ukraine ngày một nhiều. Theo báo cáo thương vong mới nhất của Tổng thống Ukraine Zelensky, hàng ngàn dân thường, trong đó có hơn 120 trẻ em, đã thiệt mạng trong tháng đầu tiên của cuộc chiến. 6,5 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa của mình để di tản đi nước khác, đặc biệt là sang các nước châu Âu.